Hello everyone. I am now at St. Batmay Mountain, and now you can see the view. It's perfect. And then you can see some house there. It's my village. So it's 4 kilometers from my village, but because it's steep, so you need to take one day, because you need to take picture on the way, relax, have picnic on the top, and and relax, something like that. So you need to do one day trek. So yes, beautiful. And there are my friends also, we go together. So I'll show you around. Wow, it's perfect. Chị ơi, chị cảm thấy thế nào? Chị thấy trên này thế nào? Đẹp không? Đây, view ở đây nè. Đây hai anh chị khách rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Rất tuyệt vời. Ok. Yes. Mọi người ơi, đây là đỉnh sân Bạch Mây nhá. Rất là cao. Ra thì chưa đo là cái này cao bao nhiêu mét? 1,5 m à chị? Không phải 1,5 m chứ. Dưới bản đâu 1,5 m chị. À, từ bản đi lên 1,5 m. À thế ạ? Là 1,5 m nữa đúng không? Xong rồi dưới này sẽ thấy hết cái bản và cái xã xin suối hồ này. Đó, từ sầm pho cho đến chẳng phẳng thấp cao, rồi là các kiểu sân bay xin suối hồ. Nó thấy hết rừng núi luôn, rất là đẹp. Nói chung là đỉnh núi này thì Su cũng leo tầm khoảng 6-7 lần rồi. Lần này có khi 7 lần đấy chứ. Đây là đằng sau là Gold Potter. Đây là bạn của Su, chuyên Potter. Rất là đẹp, phê. Và gió thổi rất là mát. Chan chan chan. Ok, thế nha. Nếu mà mọi người có dịp bao giờ mà hết dịch á, mà mọi người có dịp sang chỗ Su thì Su sẽ dẫn mọi người lên. Like an information about this mountain I will give you. Bye.